Dạ, xin kính chào đại chúng buổi tối. Trước khi mà mình bắt đầu cho cái buổi chia sẻ năm giới thì con xin mời đại chúng trở về với hơi thở của mình, trở về với thân của mình. Mình ngồi như thế nào mà mình cảm thấy trong cái giây phút này thân của mình thoải mái, nhẹ nhàng và tâm tư của mình cũng nhẹ nhàng. Mình nghe ba tiếng chuông và mình ý thức được khuôn mặt của mình nở một nụ cười. Hiến tặng cái sự có mặt của mình cho chính bản thân mình và cho mình biết rằng mình đang có những người bạn đồng tu xung quanh, và thưởng thức ba tiếng chuông cho hết lòng. Mình có thể nhắm mắt lại cũng được. Con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Xin chào đại chúng đến với buổi chia sẻ về sự thực tập năm giới tối hôm nay. Trước khi vào buổi thực tập chia sẻ thì xin đại chúng cho con biết trong đại chúng ở đây ai vị nào đã từng biết về năm giới rồi ạ? Xin giơ tay cho con biết, giơ cao cao lên ạ. Khá là nhiều. Vị nào đã từng thọ năm giới rồi ạ? Cũng nhiều. Cảm ơn đại chúng. Thú thiệt với đại chúng là trước khi mình lên đây thì con thấy tim hơi đập, cũng hơi rung. Nhưng mà khi ngồi trên đây nhìn xuống đại chúng thì con thấy rất là ấm áp. Thật sự có cái cảm giác rất là ấm áp. Bởi vì mình thấy trong thính chúng ngồi bên dưới có những vị trẻ đáng tuổi giống như em của mình. Nhưng mà cũng có những vị như anh chị, cô chú hoặc là ba má của con ở nhà. Và con biết trong đại chúng đây có những cây cổ thụ. Trong đại chúng có những cây cổ thụ là những vị mà đã theo sư ông và thực tập theo pháp môn Làng Mai rất là lâu rồi. Có thể là từ cái lúc mà con chưa sinh ra. Cho nên với cái tinh thần gia đình như vậy thì tự nhiên con thấy những cái run sợ hoặc cái lo lắng trong mình nó tan biến, bởi vì mình thấy mình đang ngồi trong một cái đại gia đình. Và phần đông của đại chúng đã thọ năm giới, cho nên con biết rằng cái buổi đối thoại về năm giới tối hôm nay nó sẽ rất là thoải mái. Bởi vì khi mà cái cuộc đối thoại mà cả hai bên đều biết mình sẽ và đang nói về cái điều gì thì mình cảm thấy mình sẽ rất là thoải mái, bởi vì mình rất là dễ để hiểu nhau. Và con xin giới thiệu với đại chúng ba vị khách mời trên đây. Đây cũng là ba vị Bồ Tát, là cánh tay nối dài của sư ông, của tăng thân Làng Mai. Gần bên con nhất là cô, có thể để cái mic xuống được. Đây là cô Dạ Lý. Và khi mà ai đã từng biết về cô Dạ Lý thì là một người có cái năng lượng rất là tích cực. Nụ cười luôn luôn nở trên môi. Và cô biết đến làng rất là lâu. Và cũng có những vị trong gia đình huyết thống của cô đã đi theo pháp môn
của sông. Và cô hiện tại là hiệu trưởng của một trường dạy tiếng Anh ở Việt Nam, ở Nha Trang. Và đặc biệt trong cái trường này là cô dạy cúng dường cho quý thầy quý sư cô, không những bên Phật giáo mà cho tất cả tu sĩ thuộc tất cả tôn giáo nào. Có nghĩa là dạy miễn phí cho những vị đó được bồi bổ thêm tiếng Anh trên cái con đường hoằng pháp của các vị. Và trong cái đời sống thì cô cũng là một cánh tay nối dài của chương trình, giống như là hiểu và thương vậy, và giúp được rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn cô Dạ Lý đã đến với lại chương trình tối nay. Và người kế bên đó là chú Giai, một vị nam duy nhất trong buổi tối hôm nay. Và chú Giai cũng biết đến làng, đến Lộc Uyển từ những năm rất là đầu tiên của Lộc Uyển. Và chú giống như là một người anh lớn ở trong tăng thân. Sống với thầy, quý sư cô cần cái gì thì chú cũng sẵn sàng giúp. Những chuyện vá nhà, vá cửa, vá đường, vá ống nước. Ở đâu cũng có bàn tay của chú. Cảm ơn chú. Và người cuối cùng xa con nhất bên kia là cô Châu Thổ. Cô là đạo diễn phim rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Và cô biết đến làng từ năm 2009, phải không ạ? Dạ, 2008. Và sau đó cô thọ giới, thọ năm giới với ông năm 2014. Và cái cuộc trở về của cô đã gây ra rất là nhiều cái cảm hứng cho rất là nhiều bạn trẻ, cũng giống như là nhiều vị thiền sinh. Và cô làm chủ của một cái kênh YouTube Con Đã Trở Về. Và trong cái kênh YouTube đó thì hoàn toàn về cuộc đời của sư ông hoặc những kinh nghiệm của cô đã thực tập với làng nhằm đem pháp môn đi xa hơn. Thì mình thấy mỗi vị trên này là một vị Bồ Tát, một cánh tay vươn vào trong cuộc đời để giúp cho cuộc đời bớt khổ ở những khía cạnh khác nhau. Cho nên cái buổi tối hôm nay mình sẽ nghe những cái kinh nghiệm của các vị. Tất nhiên khi mà đi vào đời, những cánh tay đó vươn vào đời nó sẽ gặp những cái khó khăn. Nhưng mà bằng cái sự thực tập năm giới thì các vị đã giữ vững cái lòng tin đó như thế nào, đã bảo hộ mình như thế nào và không có sói mòn cái bồ đề tâm của mình khi mà đi vào đời giúp đời như vậy. Và thưa các cô chú, tối hôm nay con sẽ đóng một cái vai trò là người đại diện kết nối để xin gửi đến các cô chú những cái câu hỏi mang tính trăn trở và thắc mắc xoay quanh về năm giới. Mà có rất là nhiều bạn thiền sinh đặt câu hỏi trong vấn đáp, trong tham vấn hoặc là trong pháp đàm. Thì những cái câu hỏi đó con đúc kết lại nó rất là thực tế. Nhưng mà thời gian của mình thì không có hạn. Ơ quên, rất là có hạn. Con nói lộn. Rất là có hạn. Cho nên mình có tới năm giới lận. Cho nên con sẽ không có đọc năm giới. Nhưng mà những cái câu hỏi nó sẽ đi từ từ và nó sẽ xuyên suốt qua năm giới. Cho nên xin các vị cũng có thể rất là hoan hỷ để mình trả lời như thế nào. Mong rằng cái câu trả lời nó xúc tích, ngắn gọn, đầy đủ, nhưng mà mang cái kinh nghiệm của mình ở đó. Thì con không biết cái điều đó có gây áp lực không. Thì nếu mà cái câu trả lời nó khá là dài, giống như là nó khá là dài, thì con xin được ngắt lời và xin hiểu cho con rằng là con không làm cái điều đó bởi vì câu trả lời đó sai hay đúng, mà bởi vì mình có rất là nhiều cái khía cạnh cần phải đi vào. Có những giới thì mình chỉ đi vào được một câu hỏi, có những giới thì mình cần đi sâu hơn. Thì con xin phép trước. Xin cô chú uống nước. Kính thưa đại chúng, con không biết là trong đại chúng mình thọ giới, cái hoàn cảnh mà mình thọ giới như thế nào. Có người thì thọ năm giới, khi mà mình tới với làng, mình thực tập và mình thấy cái lợi ích của năm giới, mình phát tâm thọ trì. Có người thì bởi vì mình lớn lên trong truyền thống Phật giáo. Bản thân con thì con thọ giới lúc mà con còn trong nôi. Năm anh em của con lớn lên thì ba má của con đem tới chùa
và thọ giới lúc nào cũng còn chưa tới 1 tuổi hết. Và khi mà 5 anh em con lớn lên thì thấy 5 cái tờ điệp thọ giới được đóng khung và treo trên bờ tường giống như 5 cái bằng khen vậy đó. Bởi vì ba má tin rằng, các ông bà của con và ba má của con tin rằng là Tam Bảo và 5 giới sẽ bảo vệ cho các con, cho nên đem các con tới chùa và thọ giới từ lúc còn rất là nhỏ. Nhưng mà con lớn lên thì con không có hiểu. Thật sự khi mà mình thấy 5 giới không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm thì mình không có hiểu một cách được rõ ràng. Mình biết là không làm điều đó thôi, nhưng mà để hiểu thì mình không có hiểu rốt ráo được. Nhưng mà con thấy ở trong con nó có một cái nỗi sợ vô hình. Có nghĩa là mình không hiểu cái đó, nhưng mà mình không dám làm những cái đó. Bởi vì mình sợ. Mình sợ rằng nếu mà mình làm sai thì mình sẽ bị phạt. Cho nên cái hình thành trong mình cái nhận thức về 5 giới đầu tiên là bằng cái sự sợ hãi. Mình làm cái điều đó bằng cái sự sợ hãi. Thì con muốn hỏi các cô chú ở đây là thường khi mình nghe về 5 giới, mình nghe về từ giới hoặc luật á, thì hầu hết trong chúng ta gần như có một cái mặc định rằng đó là những cái điều lệ, những cái cấm kỵ mà mình phải tuân theo. Nó giống y như là những cái tiêu chuẩn, những cái thước đo mà bản thân nó mang một cái hệ giá trị đúng và sai rất khá là rõ ràng. Thì cái điều đó nó đồng nghĩa với cái việc nếu mà mình làm đúng á, thì mình sẽ được khen, mình sẽ được cảm thấy mình là người tốt. Nhưng mà mình làm sai thì mình cảm thấy mình xấu, mình đã sai. Thì con muốn hỏi cô giải lý đầu tiên đi. Khi mà thọ 5 giới thì cái cách nhận định của cô về 5 giới như thế nào? Dạ. Và những câu hỏi ở đây là con nhìn xong rồi con thấy có cảm hứng với ai thì con sẽ mời người đó. Kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy cô, kính thưa đại chúng. Dạ, câu hỏi đầu tiên sư cô cho con khó quá, cho nên con trả lời không biết đúng hay sai thì cô bỏ qua. Dạ, kính thưa đại chúng, câu hỏi của sư cô là, sư cô lặp lại. Khi thọ năm giới thì cách cô nhận định về giới, về 5 giới như thế nào? Cái cách mình nhận thức về 5 giới. Dạ. Dạ, kính thưa đại chúng, khi nhận 5 giới hoặc là khi thọ 5 giới thì 5 giới thường mọi người đều có khuynh hướng nghĩ rằng 5 giới là 5 điều cấm, 5 điều mà chúng ta không nên làm. Thì cái đó cũng đúng, nhưng đôi khi nó làm cho mình sợ nhiều hơn là tự nguyện. Nó làm cho mình không tự ý thức, tự hiểu về cái giới để mình tự rèn luyện mình thực tập. Cho nên cái 5 giới sư ông dạy khác với lại theo Phật giáo truyền thống ngày xưa. Ngày xưa 5 giới ngắn gọn lắm, có 3 chữ. Giới thứ nhất không sát sanh. Giới thứ hai không trộm cắp. Giới thứ ba không tà dâm. Giới thứ tư không nói dối. Giới thứ năm không uống rượu bia, sách báo, đồ trì này nọ. Nhưng mà sư ông đã sửa thành 5 giới tân tu. Thì cái giới của sư ông mở rộng ra và cho chúng ta thấy chúng ta thực tập 5 giới với tinh thần hiểu và tự nguyện. Cho nên không có gò bó ép buộc mình làm điều gì hết. Cho nên cái giữ giới nó sẽ last long, nó sẽ làm cho mình giữ được lâu dài hơn và thật là ý nghĩa và mang tính chất là sâu sắc hơn. Cho nên khi nhận được 5 giới của sư ông làng Mai thì trong con thấy được một sự hiểu biết rất là rộng và một tình thương sâu sắc ôm ấp bao trùm. Và con không chỉ nhận 5 giới cho bản thân con muốn lan tỏa 5 giới đến tất cả mọi người, đặc biệt trong cái ngành nghề của con là nghề giáo, là giáo viên. Cho nên con sử dụng, con thực tập 5 giới cho bản thân con và con dạy học trò, con lan tỏa đến đồng nghiệp giáo viên và trong nhóm thiện nguyện của con nữa. Cho nên con rất biết ơn 5 giới của sư ông. Dạ, rất là xúc tích ngắn gọn luôn.
Sở dĩ con thường thường hỏi mọi người về cái cách mình nhận thức về một cái vấn đề gì đó hoặc về một cái chuyện gì đó. Bởi vì con thấy cái cách mình nhận thức một cái điều gì đó nó sẽ hướng cái cuộc đời của mình đi theo cái nhận thức đó. Và không ít người trong chúng ta nhận định về nam giới như một cái sự ràng buộc, một cái sự ngăn cấm. Và có một lần trong pháp đàm thì có một bạn trẻ nói với con là con không có nhận giới thứ tư. Bởi vì khi mình mà nhận giới thứ tư là ái ngữ và lắng nghe, thì khi mình có chuyện với người thân của mình thì mình nói năng, mình không có ái ngữ, thì mình nói những cái lời này lời kia thì mình sẽ phạm giới. Thì con mới hỏi lại là ủa vậy không phạm giới thứ tư, vậy là khi giận lên là thoải mái muốn nói gì nói. Mình cảm giác mình không có bị tội lỗi cho nên mình muốn nói gì mình nói. Ha, như vậy đúng không? Thì cho nên mình phải hiểu rằng năm giới là năm cái phép thực tập rèn luyện. Cái điều đó có nghĩa là mình không phải là một người hoàn hảo. Và cái sự thực tập năm giới nó cũng không làm cho mình trở thành người tốt nhất, mà nó làm cho mình trở thành người tốt hơn mỗi ngày bằng cái sự thực tập, bằng cái sự rèn luyện. Mình chỉ tốt hơn thêm hơn, mà mình không trở thành tốt nhất đâu. Cho nên khi mình đọc về năm giới, mình cũng thấy rõ ràng nó không phải là một cái sáng tạo phẩm đến từ cái suy nghĩ hoặc là ai ngồi xuống và viết ra, mà nó đến từ cái kinh nghiệm, từ cái trải nghiệm thực sự, bằng những cái va chạm thực sự trong đời sống hàng ngày. Và năm giới nó như một cái hoa trái được nở ra từ đó. Cho nên mình thấy trong mở đầu của mỗi giới đều có cái câu ý thức được khổ đau do cái gì đó, do sát hại, do trộm cắp gì đó, cho nên con nguyện thực tập. Thì hẳn nhiên trong bất cứ ai trong mình cũng muốn sống có hạnh phúc và không có muốn có nhiều khổ đau. Thì con muốn hỏi chú Giai rằng là trong mỗi giới nó luôn luôn bắt đầu bằng cái câu là mình ý thức về khổ đau. Thì ý thức về khổ đau ở đây nó rất là nhiều phương diện trong cuộc sống. Vậy thì cái ý thức về khổ đau nó đóng một cái vai trò quan trọng như thế nào khi mà mình thực tập năm giới? Dạ, xin mời chú. Dạ, con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con cảm ơn câu hỏi của sư cô. Thì đối với con là sáng nay sư cô uy nghiêm hướng dẫn mình là về học về chánh niệm. Thì cái chánh niệm là nó sẽ đưa đến, nếu mình có chánh niệm đều đều thì đưa đến định, định thì nó sẽ ra tuệ. Thì trong đó cũng có ba cái chữ gọi là giới, định, tuệ. Thì cũng thấy mình thực tập chánh niệm là cũng đưa tới cái định và đưa đến cái tuệ. Mà mình thực tập giới nó cũng đưa đến cái định và cũng đưa đến cái tuệ. Cho nên cũng thấy mà thực tập giới nó thấy cái cụ thể hơn, mình dễ hơn. Thì khi mà mình cái câu mà cái ý thức là có nghĩa là cũng chánh niệm. Thì cũng thấy cái đó là rất là hay, sư ông đã nói lên được cái là con ý thức rằng gì á, đó là mình đưa cái chánh niệm mình vào thì mình thực tập hai cái đều song song với nhau. Thì cũng thấy cái đó là hình như là mình đi nó tới cái định nó nhanh hơn xíu. À, theo con là con nghĩ vậy. Con xin cảm ơn đại chúng. Dạ. Yeah. Con xin hỏi cũng cái câu hỏi đó mà con xin hỏi cô Châu Thổ à. Kính bạch sư ông, thưa đại chúng, thưa sư cô. Trong thân thân của con cũng rất là nhiều các bạn trẻ. Và cứ mỗi lần thọ giới đi đến trạm nhiên hoặc là trạm tịch thì có bạn chỉ nhận hai giới thôi. Các bạn nhận ba giới. Thế khi thực tập mà ôn tụng năm giới thì ban chăm sóc tụi con luôn luôn giải thích đây là ý thức. Và cái ý thức thì giống như là một cái sợi dây cột để người ta không có đi lạc qua. Trong quá trình thực tập thì mình luôn luôn mình ý thức
Với cái ý thức đó thì như anh Giai nói, đó là chánh niệm. Nhưng các bạn trẻ đó, nhiều khi chánh niệm thì cũng chưa hiểu chánh niệm là gì. Nhưng mà con thì con nghĩ là bản thân con khi thọ giới thì con cũng thấy là mình vẫn thỉnh thoảng vẫn uống rượu, rồi vẫn thế này thế kia. Nhưng mà con vẫn rất là tự nguyện và sẵn lòng nhận thọ năm giới vào năm 2014. Thế nhưng mà bởi vì bản thân con thì nghĩ rằng đó là một cái sợi dây giống như dây trăng ra để cho mình không vượt qua. Mỗi khi con có bạn bè mời uống rượu thì con bưng ly rượu lên thì con sẽ nhớ đến là mình ý thức rằng thì thay vì uống hai ly, con uống một ly. Dạ. Cảm ơn ạ. Dạ, xin cô cầm mic tiếp tục ạ. Con có thêm một câu nữa. Mình đang sống trong một cái bối cảnh mà khổ đau là một cái điều có thật và không có ai chối bỏ được cái sự thật này hết. Và nó biểu hiện dưới muôn hình vạn trạng. Ngày hôm nay là chiến tranh, thiên tai, bệnh tật và gần nhất là những cái giận hờn, ganh tị của mình. Nhưng mà điều đó có nhiều lúc mình thấy xung quanh mình nhiều cái khó khăn, khổ đau quá mà mình cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà sao ông có dạy mình là mình có thể sử dụng cái khổ đau đó giống như là một chất bùn. Và từ cái chất bùn đó mình nuôi dưỡng những cái đóa sen. Nhưng mà con thấy đôi khi có những cái chất bùn á, nó rất là khó chuyển hóa. Không biết đại chúng có thấy vậy không? Có những cái loại bùn nó khó chuyển hóa cực kỳ, không phải mình muốn chuyển hóa là mình chuyển hóa được đâu. Nó cần rất là nhiều cái sự rèn luyện và thực tập. Đặc biệt là những cái chất bùn của sự sợ hãi, những cái sự cố chấp, kỳ thị. Thì bây giờ mình đi vào trong giới thứ nhất là giới tôn trọng sự sống. Mình thấy từ những cái chất bùn của sự kỳ thị, cố chấp và tham lam đó mà con người của mình xâm phạm vào trong cái sự sống của muôn loài. Và nó không dừng ở đó. Và càng ngày con người xâm phạm đến sự sống của nhau, của chính con người bằng chiến tranh. Thì con muốn hỏi cô Châu Thổ là một người thực tập theo năm giới, thì cô đã thực tập như thế nào để chăm sóc được những cái chất bùn có thể gọi là tham lam, cố chấp, kỳ thị trong mình, để mình góp phần bảo vệ sự sống và tôn trọng cái sự sống của mọi người. Cảm ơn sư cô. Thực ra cái tập khí ở trong con thì con thấy khi mình thực tập theo năm giới và nhất là mình thực tập theo pháp môn Làng Mai, mình mới nhìn vào bên trong và mình mới thấy mình rất nhiều cái xấu ạ, rất nhiều bùn. Nói tóm lại là rất nhiều bùn. Mà bản thân con thì con thấy là những cái gì trước đó mình cứ tự hào về nó, thực ra đó là bùn. Bùn và cái chuyển hóa đó là cả một cái quá trình mà con nghĩ là mỗi ngày một ít. Ngay cái giới thứ nhất ấy, thì có một cái điều mà tưởng là đơn giản ạ, đó là giết con muỗi. Mà con cũng phải thực tập rất là lâu, con mới không đập nó khi nó cắn vào con. Dạ. Thì tại vì là con cứ nghĩ là nó cắn mình, nếu mình không có giết nó thì nó lại mang truyền bệnh, nhất là khi mình có trẻ con rồi đó. Thế thằng hồi đầu con thọ giới và con đi thực tập ở Làng Mai thì con cũng có đặt vấn đề câu hỏi này với một sư cô. Là sư cô nói khi mình có một năng lượng yêu thương, mình đuổi nó đi thì nó sẽ không quay lại cắn, nhưng con không tin. Dạ. Xong rồi có một sư cô giải thích với con, kể một cái câu chuyện là thậm chí rắn. Dạ thưa, là lần đầu tiên con đến Lộc Uyển ạ, con đi các trung tâm nhiều. Một trong những cái điều mà con ái ngại khi đến Lộc Uyển là nói ở đây có nhiều rắn, vì con rất là sợ rắn. Dạ. Thế nhưng mà con chuyển hóa cái nỗi sợ đó, bởi vì là càng ngày thì con thấy đúng. Khi mình gần đây khoảng 5 năm nay thì con mới đuổi muỗi, đuổi kiến,
và con không có giết những cái sinh vật nhỏ bé đó. Bởi vì con ý thức, tưởng là già đầu rồi nhưng mà vẫn không ý thức được là mình nuôi dưỡng từ bi, tâm từ bi bằng những cái trân trọng sự sống bởi những cái vật rất là nhỏ bé. Trước đó thì nghĩ là nó là rất là bình thường. Con cũng chia sẻ thật cái điều đó. Và càng thực tập thì con mới thấy một cái điều là khi cái năng lượng của mình yêu thương và mình trân trọng nó thì quả thực nó cũng ít tấn công mình. Và càng ngày thì càng thực tập thì con càng tin điều đó. Và con cũng rất là mong quý vị là cứ tin đi, mình cứ thả nó thì nó sẽ thả lại mình. Dạ, con cảm ơn ạ. Dạ, vậy là cái sự thực tập tôn trọng sự sống nó bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ. Mà cái từ bi mà nó có thể bao trùm được thế giới nó cũng bắt đầu từ cái từ bi rất là nhỏ nhỏ xung quanh mình. Thì cái việc mình bảo vệ sự sống á, trước hết á, là mình cho cái sự sống nó được sống. Và ở trong cái giới thứ hai á, thì đã đành rằng mình không có lấy đi cái gì của cái đối tượng khác hết, mà ngược lại mình còn hiến tặng, mình còn cho cái thời gian, mình còn chia sẻ cái sự có mặt, mình còn chia sẻ tài vật. Và trong đạo Bụt á, cái sự chia sẻ và hiến tặng lớn nhất đó là cái sự không sợ hãi, cái hạnh phúc của mình, cái tự do của mình. Thì con muốn hỏi, để coi thử, xin các vị cười đừng căng thẳng quá. Thì con muốn hỏi chị Dạ Lý, chị có thấy mình là một người có đủ hạnh phúc không? Và với chị á, bởi vì khi mà trước khi mình hiến tặng thì mình phải có cái đó đã. Trước khi mình muốn hiến tặng hạnh phúc, hiến tặng bình an thì mình phải có cái chất liệu đó đã thì mình mới hiến tặng được. Thì bản thân chị có thấy chị là một người có đủ hạnh phúc chưa? Là một người có đủ hạnh phúc không? Và những với chị thì những cái điều kiện gì mà chị sẽ làm cho chị thấy hạnh phúc? Dạ. Cảm ơn câu hỏi của sư cô, mà câu càng ngày càng khó. Sư cô đẩy con vào thế kẹt. Mà không sao. Chắc câu này mới trung bình thôi chứ chưa khó đâu. Tốt rồi. Hạnh phúc đích thật à? Câu số 2 à? Con muốn hỏi là thấy cô Dạ Lý rất là hay cười, rất là vui. Mà không biết cái nụ cười đó nó có từ hạnh phúc đích thật không? Nghĩa là mình có phải là một người, mình có tự nhận thấy mình là một người hạnh phúc không? Và những cái điều kiện gì thì mình thấy mình có hạnh phúc? Dạ, hai lý do cười. Ba mẹ sinh ra cười trước á. Rồi cái thứ hai là hạnh phúc từ trong người mình nó có vui thì mình mới cười. Cho nên nụ cười đó lúc đó mới là thật sự an lạc. Còn cười mà cười ráng tạo ra thì nó không có đẹp. Dạ, thì bây giờ sư cô hỏi con là chị có hạnh phúc thật không và mang cái hạnh phúc đó đến cho mọi người như thế nào ạ? Đúng không? Và để có được hạnh phúc thì con là Phật tử, là thực tập pháp môn Làng Mai, thọ năm giới và hiểu được năm giới của sư ông đặt ra, viết ra và mình tu thực hành theo năm giới đó. Con cảm thấy rằng khi thực tập năm giới con cảm thấy vui bởi vì con tự nguyện thực tập và con hết lòng thực tập và con hạnh phúc từ lúc đó. Khi con hạnh phúc thì con muốn chia sẻ cái hạnh phúc của con đến với mọi người. Khi con thực tập con không sát sanh, nghĩa là con ăn chay. Con ăn chay nghĩa là con đã phóng sanh ngay trên bàn ăn. Con không ăn gà, thịt gì đó. Thì những cái thứ đó con không dùng. Thì con đã thực tập giới thứ nhất, bảo hộ sự sống. Nhưng bảo hộ sự sống không những là mình sát sanh không sát sanh, mà còn mình phải nuôi dưỡng, tạo ra thêm.
bảo vệ môi trường, bảo vệ con người, thực vật, động vật, mọi loài xung quanh chúng ta. Cho nên mình đã không sát sanh, nhưng mà mình bảo vệ những con vật bị bắt vào lò mổ hoặc là những người họ ăn thịt, thì mình phải khuyên can và mình cứu những con vật đó. Mình không chặt cây phá rừng để tạo ra lũ lụt. Nạn chặt cây phá rừng làm tàn khốc. Cái bão lụt miền Bắc vừa rồi rất là tai hại, là bởi vì loài người không có bảo hộ sự sống. Đó là giới thứ nhất rất là quan trọng. Tàn phá kinh khủng cho cả loài người và những loài sinh vật xung quanh chúng ta. Con thực tập giới thứ nhất để hiến tặng cái bảo hộ sự sống bằng cách ăn chay và hướng dẫn các bạn xung quanh con ăn chay bằng cách con nấu đồ chay, con tặng, con mời họ ăn. Xong họ thấy ăn chay ngon quá mà lại bảo vệ được sức khỏe nữa. Dạo này người ta cứ trào lưu, người ta thích ăn chay. Mà mình ăn chay mà ăn xì dầu với lại cơm, với lại rau, nó đơn giản quá người ta ngán. Xong người ta sợ ăn chay lắm. Xong bây giờ mình học cách nấu chay trên YouTube, mình nấu ngon, xong mình mời họ ăn. Cứ mỗi một tuần mình đổi món. Thế là mỗi lần mà bạn con mà nó mời sinh nhật hay nó làm tiệc gì đó mà có mặt con, bạn con lúc nào cũng tiệc chay, bởi vì có con cho nên họ ăn chay theo. Thì cái điều này con rất là vui, đó là hạnh phúc con đã có. Mới có giới thứ nhất. Con nhớ là con hỏi qua giới thứ hai rồi. Dạ. Thì cảm ơn cô Dạ Lý đã chia sẻ về cái hạnh phúc của cô khi mà cô thực tập và lan tỏa được cái việc mà mình bảo vệ sự sống. Và mình thấy cái sự sống của muôn loài nó được bảo hộ, nó được lành mạnh, thì cái điều đó nó cũng tác động ngược lại chính bản thân của mình. Nó tác động lại sức khỏe về thân và về tâm của mình. Thì con thấy rằng là dường như khi mà mình có hạnh phúc thì cái tâm tư của mình nó rất là dễ cởi mở, hình như nó cũng dễ bao dung, dễ tha thứ, dễ nâng đỡ. Không biết đại chúng có thấy gì không? Khi mình có hạnh phúc mình thấy mình rộng rãi lắm, ai nói cái gì mình cũng rất là dễ rộng rãi. Nhưng mà ngược lại, khi mình có khó khăn và khổ đau thì cái khuynh hướng phản ứng chung của mọi người mà mình dễ nhận thấy đó là mình thấy mình là nạn nhân. Mình rất là dễ thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh, của vấn đề của người kia. Thì và khi mà mình thấy mình trở thành nạn nhân thì mình rất là khó để mà mình có trách nhiệm trong những cái khó khăn nó đang xảy ra cho bản thân của mình. Thì con xin hỏi chú Giai là chú thực tập như thế nào để có thể trong cái giới thứ hai có một cái câu rằng là con thực tập để thấy được cái hạnh phúc và cái khổ đau của người kia nó liên hệ mật thiết tới khổ đau và cái hạnh phúc của mình. Thì chú thực tập về cái giáo lý tương tức đó như thế nào trong cái đời sống của mình, trong gia đình của mình và trong công việc của mình? Dạ, con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Dạ, con cảm ơn sư cô đã hỏi câu hỏi đó. Thì con không biết như thế nào, chứ đối với con, cuộc sống của con nghĩ, luôn luôn nghĩ tích cực. Chứ có chuyện gì mà xảy đến con cũng nghĩ tích cực. Tại vì cái quan điểm của con là con nghĩ là cái não bộ của mình là nó không thấy cái gì ngoài hết. Nó không biết cái gì hết, nó chỉ có nhận diện những cái suy nghĩ của mình và những cái cảm giác của mình nổi lên. Thì nếu mà mình nghĩ tích cực thì cái não bộ nó đâu có biết gì đâu, nó sẽ báo cho mình biết là happy. Bây giờ con thực tập á, nhiều lúc con đi, nhiều lúc con đi mà con đi thực cái này là con mỉm cười, nhiều lúc bà xã con kia anh mặt cười giống như là khỉ. Thì đang mình tập mình cứ báo cho cái não bộ mình biết là mình thoải mái thôi, thì lúc đó là mình người mình thoải mái. Cho nên đối với con thấy mà khi mà người con thoải mái là nó dễ thông cảm với mọi người khác. Thì
nếu mọi người mà có khổ đau, có bạn bè mà chia sẻ thì mình cũng lắng nghe sâu. Rồi lúc đó mình thường thường con cũng hay chia sẻ là đối với con là không có gì gọi là khổ đau hết trơn, ăn tô mình thôi à. Mình cố gắng đi, cứ suy nghĩ về cái hướng tích cực, chuyện lớn hóa thành nhỏ, nhỏ biến thành không. Thì đối với con, cuộc sống con rất là thoải mái và luôn luôn là nở nụ cười, là gặp ai là say hi, con đi làm vậy. Người là con cũng say hi, how you, thoải mái thôi. Con thì con thấy quan niệm con vậy. Cuộc sống mình giống như hòa thượng là hai dạng, là ngắn ngủi lắm. Tại sao mình phải sống khổ đau? Mình phải sống cho vui vẻ, cho thoải mái. Thì đối với cái quan niệm của con là con sống theo kiểu vậy. Dạ, con không biết là người ta nói là khi mà mình có tuổi rồi á, con thì không biết được gọi là có tuổi chưa, nhưng mà con nghe nói là khi mà mình có tuổi rồi á, cuộc đời của mình nó sẽ êm dịu xuống, giống như là một cái dòng sông, và nó không có nhiều những cái kích động bởi những cái tác động bên ngoài nữa. Thì con nghe những cái câu trả lời trên đây, con thấy giống như là những dòng sông rồi. Thì con xin hỏi cô Châu Thổ rằng là cô làm trong ngành đạo diễn phim thì tất nhiên sẽ gặp rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau. Thì con nghĩ là cái niềm vui nó cũng có, mà cái nỗi buồn hoặc cái nỗi khổ khó khăn nó cũng có với mình và đồng nghiệp của mình. Thì cô thực tập như thế nào về cái sự tương tức đó, cái hạnh phúc và cái khổ đau của mình với các những người xung quanh mình? Dạ, thưa cô, là con cũng trước đại chúng con cũng thành thật khai báo. Cách đây 20 năm khi con ra hiện trường thì tất cả ekip cũng như diễn viên ấy, ở đây có anh Quốc Thành thì anh cũng làm việc với con lâu năm, thì anh biết là bà La Sát đã xuất hiện. Dạ, tại vì là con vừa là biên kịch vừa là nhà sản xuất, rồi là tự cho mình cái quyền là ra thì làm không đúng thì quát tháo. Đến bây giờ gần đây con có đi làm lại mấy cái phim nhỏ thì các bạn diễn viên cũng như các cộng tác ekip, ví dụ như ánh sáng quay phim thiết kế đó, họ rất là ngạc nhiên. Và có lẽ là như hồi chiều chị Hà hay sao, con học được câu là mình đã già hay sao. Và các bạn đã nói là hình như Châu Thổ già, không thấy la, không thấy chấp nhận hết. Diễn viên đi chậm, ui, nó đang cần kẹt xe ở cầu đấy, đường kẹt. Chứ còn trước đây thì không có lý do gì cả. Thì con nghĩ đó là cái con rất là hạnh phúc và con rất là tự hào. Bởi vì là chặng đường thực tập mười mấy năm nó cũng có những cái hoa trái. Và không cố tình, nhưng mà mình mỗi ngày một thực tập thì nó tưới tẩm vào mình lúc nào không biết. Nhưng mà thực sự là con hôm nay rất là hiền so với trước đây 20 năm. Ở đây có một cái em là em Nhạn đi cùng, trước đây làm báo điện ảnh kịch trường. Con cũng làm sếp của báo điện ảnh. Thế rồi mỗi lần mà họp tòa soạn ấy, thì có một cái bạn phóng viên mà viết sai ấy, thì con la ở trên lầu mà có cái cửa kiếng ấy, thì cửa kiếng nó bị rung. Dạ, đó là sự thật ạ. Dạ. Và từ khi biết đến pháp môn sư ông và thực tập dùng lời ái ngữ, và con hiểu rằng là khi mình không dùng lời ái ngữ thì người thiệt đầu tiên là mình. Bởi vì mình bị mệt tim, bị rất là nhiều thứ. Cái thứ hai là cái người cộng tác với mình, họ làm, họ sửa sai không phải là vì họ nhận ra sai, mà họ sợ và họ đối phó, thì nó hiệu quả không bằng. Bây giờ thì con rất là nhẹ nhàng làm việc với người ta, rất là êm ái. Và hình như là con trai của con nói là mẹ đang sai lầm, bởi vì là quản lý mà cứ mắt nhắm mắt mở thì không bao giờ thành công. Không biết là tại con nhắm một mắt và mở một mắt hay là tại con thực tập giỏi. Thế nhưng mà con cứ quy về là con thực tập giỏi. Dạ, con cảm ơn. Con cũng nghĩ rằng là cái sự chuyển hóa nó đến từ cái sự thực tập.
Con hy vọng là vậy, mà không phải là nó đến vì già và không còn sức. Dạ. Dạ, con xin mời đại chúng nghe một tiếng chuông trở về với hơi thở. Và sau đó mình sẽ tiếp tục. Kính thưa đại chúng, mới nãy cô Châu Thổ có chia sẻ một cái chi tiết, đó là bây giờ cô, ví dụ như các thành viên mà làm việc với cô mà đến trễ, thì cô có nghĩ rằng là họ bị kẹt xe hay bị cái gì đó mà họ tới trễ. Thì mình thấy rằng là khi mà mình nhìn một cái vấn đề một cách chậm rãi, thì trong mình nó có nhiều cái hiểu biết và nhiều cái tình thương hơn. Và từ cái hiểu biết và cái tình thương đó, mình thấy được mình có cái trách nhiệm và cái tự nguyện. Sở dĩ con nói điều đó là bởi vì trong giới, cái tình thương, cái trách nhiệm và cái tự nguyện là cái kiềng ba chân. Khi mà mình có cái hiểu biết, có cái tình thương thì tự mình có cái trách nhiệm với những cái gì mà nó đang xảy ra. Và mình tự nguyện để thực tập, để làm cái điều đó. Mà nó không phải là cái sự bắt ép. Thì con xin được đi qua giới thứ ba, là giới tình thương đích thực. Và đây là một cái giới mà phần lớn mọi người đều rất rất là ngại để nói về. Thì con nghĩ rằng cái độ tuổi dòng sông thì chắc không có còn ngại nhiều nữa. Thì sở dĩ mình rất là ngại nói về một cái điều gì đó, bởi vì mình không có được hiểu nó một cách rõ ràng. Và cái giới thứ ba này nó đụng chạm đến cái bản năng tính dục của con người, cho nên mọi người rất là ngại. Nhưng mà mình biết rằng cái bản năng này nó có trong mọi loài. Không có cái loài nào mà trên cái hành tinh này, dù là thực vật, động vật, đơn bào hay đa bào, mà lại không có muốn cái sự tiếp nối, mà tự bản thân nó lại không muốn có cái sự tiếp nối. Cho nên cái bản năng liên hệ, cái bản năng tạo ra thế hệ con cháu để tiếp nối chính mình, nó là một cái bản năng rất là tự nhiên của muôn loài. Và cái điều đó không có trừ con người của mình. Nhưng mà ở nơi con người của mình nó còn có một cái cao hơn, đó là cái ý thức. Và cái ý thức đó nó đưa đến cái trách nhiệm. Con nhớ trong một cái bài thơ của Song, là cái bài thơ Chân Tình, và Song có viết những cái câu như thế này mà con đọc và con nhớ hoài. Song nói: thương yêu là bảo vệ, là kính ngưỡng, là bảo vệ, là không xâm phạm. Kính ngưỡng và bảo vệ, đó là tình tôi. Nhưng mà mình thấy rằng là không phải lúc nào con người của mình cũng đủ cái sáng suốt hoặc cái định tĩnh để mình có thể làm chủ được những cái thôi thúc bản năng của mình. Và mình thấy ngày nay không ít những cái trường hợp, những cái đổ vỡ trong gia đình, hoặc là những cái khổ đau vì trẻ em bị hãm hiếp. Và những cái vết thương đó, những cái rạn nứt đó, nó đi theo những cái tâm hồn và những cái thân thể đó, có khi suốt cả cuộc đời không chữa lành được. Thì con xin hỏi chị Gia Lý, con xin hỏi là một người thực tập năm giới, thì chị đã thực tập như thế nào để bảo hộ được cái năng lượng, cụ thể là cái năng lượng tình dục của mình, để cái điều đó nó có thể bảo vệ được bản thân mình và bảo vệ những người xung quanh của mình, để cho cái tình thương của mình nó thật sự là cái tình thương đích thực, mà không phải chỉ là bản năng. Xin mời chị.
Dạ, cảm ơn sư cô. Câu hỏi của sư cô rất là hay, là câu hỏi về tình thương đích thực mà dành cho người độc thân. Từ nhỏ lớn chưa có tình yêu mà hỏi. Từ nhỏ lớn con chưa lập gia đình. Và con ăn chay trường, con giống như là tu tại gia vậy á. Mà hỏi câu tình thương đích thực giới thứ ba, ác dễ sợ. Mà không sao con biết, con vẫn trả lời được. Sư cô có thù hận gì con không? Dạ không, con biết một người mà có thể làm chủ được mình, có thể đi qua một cuộc đời tới bây giờ trở thành một cái dòng sông như vậy mà vẫn còn trong sáng, vẫn dạ, còn tại như vì vậy. Rất là mạnh. Càng ế càng non, ế quá. Con nói đùa cho mình cảm thấy mình vui vậy thôi. Nhưng mà con cảm thấy đến giờ này không lấy chồng cũng là một cái điều rất là hay, rất là hạnh phúc. Có gì mình muốn đi đâu cũng được, có tu mấy ngày cũng ở được hết á, không có bị ai kêu về. Cho nên con rất vui, và con rất vui để trả lời câu hỏi này. Con biết sư cô sẽ hỏi con, bởi vì con im và con coi thử kêu ai. Thế là kêu tên mình. Dạ, dạ hãy gọi đúng tên tôi. Dạ xin bắt đầu. Câu giới thứ ba thuộc về tình yêu. Tình yêu có hai dạng, tức là tình yêu tâm hồn và tình yêu con tim, tâm hồn và tình yêu về thể xác, tình dục. Thì khi chúng ta yêu nhau thật là nhiều, thế nào nó sẽ dẫn đến cái chuyện kia là chuyện tình dục. Nhưng mà mình làm sao mà mình quen cái người đó, người bạn trai hay bạn gái của mình, mình yêu họ, họ yêu mình, thì mình phải hiểu rõ cái người ấy họ có thực tập giống như mình hay không. Tức là họ có biết kiềm chế cái tình dục nó đến chừng mực nào đó như mình đã học được pháp môn, được học được năm giới của sư không, mình biết kiềm chế, nhưng mình cũng phải educate, phải dạy bảo anh chàng kia nữa. Nghĩa là chúng ta có sự thỏa thuận, cam kết. Và theo con nghĩ là nếu mình nồi nào úp vung nấy, nếu mình như vậy thì mình sẽ tìm cái người tương xứng với mình. Tức là mình không thể nào mình đàng hoàng thực tập năm giới, giới thứ ba đàng hoàng đúng đắn, thì cái người bạn, người yêu của mình sẽ chọn cái người đó cũng tương tự với mình. Cho nên mình tự bảo hộ mình, và người kia họ cũng tự bảo hộ được họ. Và con nghĩ rằng con sẽ hướng dẫn người ấy sẽ cùng tu với mình, cùng thực tập với mình. Tại vì khi gọi là yêu thì yêu hết đã đường đi lối về, không cái gì mà không làm được nếu chúng ta đã yêu nhau. Thì con nghĩ cái chuyện giới thứ ba bình thường, bởi vì đến giờ này không có gì hết. Nhưng mà con nói chuyện kia, con nói chuyện bảo hộ về bảo vệ trẻ em á. Con kể chuyện ở Việt Nam, trên Diên Khánh, quê xa xa xa, Diên Lâm, Diên Xuân gì xa lắm. Thì cái gia đình đó họ nghèo lắm. Mà bà mẹ thì có nhiều đời chồng, để con ra nhỏ vậy. Rồi bà không có ở với con, mà bà để mấy đứa nhỏ, con bé gái đó, ở với lại bà ngoại. Bà ngoại bị mù, 95 tuổi. Bé gái đó mới có 13, 14 tuổi, học lớp 8 mà mang bầu. Thế là đẻ ra một đứa bé gái khác nữa. Rồi đứa em của đứa bé 14 tuổi đó là nó 12 tuổi, học lớp 6. Thế là con nghe được điều đó, con lên trên nhà của bé gặp bà ngoại và xin đứa bé gái đó đưa vào chùa cho làm chú điệu, là chú điệu, là chú tiểu để đi tu. Tại vì con biết rằng nếu con đi xin và xin quý sư ở chùa giúp cháu gái đó để cho cháu ở chùa và để đi tu đó, và đổi cái hộ khẩu về đến thành phố Nha Trang để cho cháu đi học,
tìm mọi cách để bước ra cái hoàn cảnh đó. Tại vì nếu để cháu ở nhà với một bà ngoại mù 95 tuổi và một người chị ruột đang bồng một đứa bé gái ẩm ngửa trên tay, đi chơi tối nào cũng đi chơi với các bạn trai khác mà bồng theo đứa bé nhỏ trên tay nữa, con thấy cái cảnh nó rất là đau lòng và cũng rất sợ cho đứa bé 12 tuổi. Thế là con đưa bé về chùa để cho nó tu và làm chú điệu. Thì con bảo trợ cho cháu bằng sách vở học hành, và chiều chiều là đạp xe đạp qua chùa chơi với cháu, và muốn cháu đi vào con đường tốt. Tại vì chỉ có một cái cách đó thì mình mới giúp được, chứ con không nuôi được nó mặc dù con ở một mình. thì cũng không có nói được nhiều, nhưng mà con trong cái chương trình thiện nguyện của con thì con cũng có giúp đỡ các cháu mồ côi để cho cháu nó ra khỏi cái hoàn cảnh khó khăn mà dễ bị xâm hại vào trong cái giới thứ ba. Đó. Con cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Dạ, cảm ơn cô Dạ Lý. Xin lỗi là tại bình thường con hay chơi với cô và giống như một người chị, xưng em, nên có lúc là xưng bằng cô, có lúc xưng bằng chị. Dạ, vậy thì hiện tại là cô Dạ Lý, giống như cô Dạ Lý chia sẻ, nói là nồi nào vung đó, mà bây giờ là vẫn còn độc thân, có nghĩa là không có vung. Vẫn là một cái nồi không hạnh phúc, nhưng mà rất là có đủ hạnh phúc. Dạ. Dạ, và con xin hỏi một người nam duy nhất của buổi tối hôm nay cũng câu hỏi này. Chú có gia đình thì chú thực tập bảo hộ mình như thế nào, và bảo hộ cho chính bản thân mình cũng giống như cái hạnh phúc gia đình của mình như thế nào trong cái giới thứ ba này? Dạ, con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thì con nghe chị chia sẻ vậy đó, thì con nghĩ mà kiếm được một người mà giống như là cái nồi của chị là chắc hơi khó lắm. Cho nên chị rất là khó. Con thì có gia đình và có hai cháu. Hai cháu năm nay cũng lớn rồi, đứa là hình như 26 tuổi, 24 tuổi. Thì con thấy cái giới thứ ba đó, thì mình cứ theo sư ông viết sẵn là mình cứ thực tập vậy thôi, mình cứ làm y xì như sư ông vậy đó, là mình hạnh phúc thôi, đừng có đổi, đừng có làm gì chăng á. Thì mình có một vợ thì một vợ thôi. Mà thỉnh thoảng á, thỉnh thoảng giả sử như ví dụ như là mình ra thì mình gặp thì những cái cô trẻ dễ thương đẹp thì mình phải nhìn chứ, là họ cũng là bình thường thôi, thì họ cũng là, đó là những cái mà gọi là cái đẹp của thiên nhiên thôi, mà mình đừng có khởi nhiều ý ra thôi, thì con thấy cái chuyện bình thường. Thì đối với con là con thấy là khi mà sư ông đã đưa ra cái giới thứ ba này, mình cứ đọc từng câu một câu, mình làm y xì như vậy là mình thấy là mình giữ hạnh phúc gia đình, đừng có gì, là con thấy là khỏe nhất. Dạ, chế biến cho mệt. Thì con thấy con thực tập dạy, mà cho nên chỉ là khi mà con tiếp xúc với lại những người mà phụ nữ khác thì con thấy cũng rất là bình thường. Thì đại khái là mình không có ý nghĩa gì mà muốn chiếm đoạt thêm ai hết, thì cũng bình thường, con thấy là cũng đơn giản. Con không biết sao con người con đơn giản lắm, cũng không có rườm rà chứ cho mệt đó. Con thoải mái. Thì có gì thì có, sao con chia sẻ vậy đó. Con cảm ơn sư cô. Dạ, con cũng hy vọng rằng là những bạn nam trong cái thiền đường tối hôm nay lắng nghe được chú Dài chia sẻ, một người rất là đơn giản, ngắm những người khác mà giống như ngắm thiên nhiên vậy. Lần đầu tiên con kêu ngắm những người phụ nữ đẹp xung quanh mà như ngắm thiên nhiên. Con rất là phục luôn. Dạ, kính thưa đại chúng, con thấy ở trong cái, con xin tạm dừng ở giới thứ ba và mình đi qua giới thứ tư là ái ngữ và lắng nghe. Con thấy có một cái yếu tố mà nó làm cho con người của mình rất là dễ hạnh phúc, nhưng mà cũng cái yếu tố đó nó cũng dễ đem tới cho mình những cái phiền phức, những cái rắc rối hoặc là khổ đau. Đó là cái sự truyền thông giữa con người với con người.
Mình hạnh phúc trong sự truyền thông, nhưng mình cũng rất là dễ khổ đau trong cái sự truyền thông. Và trong cái thời đại này á, mình thấy cái mạng lưới xã hội nó tạo cho mình rất là nhiều cái điều kiện để mình có thể kết nối. Có lúc mình chỉ cần nhấc phone lên thôi là mình có thể gặp được người bên kia, mà cái điều đó ngày xưa rất rất là khó. Thì ở Việt Nam nó có một cái câu đó là xa mặt cách lòng. Thì con không biết trong cái thời đại này nó còn đúng hay không, bởi vì không có đến nỗi xa mặt lắm, nhưng mà lòng thì lại rất là khó gần. Thì và cái truyền thông đó, những cái khổ đau trong xã hội đến rất là nhiều từ cái sự truyền thông giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, đồng nghiệp, bạn bè. Thì con xin hỏi cô Châu Thổ, với tất cả những cái điều kiện mà hiện giờ bây giờ con người đang có để có thể liên kết được với nhau, có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau, nhưng mà con người vẫn gặp rất là nhiều cái khó khăn trong truyền thông. Vậy thì với cô, cái khó khăn thực sự trong cái việc truyền thông giữa người với người đó là cái gì? Và đâu là cái nền tảng chân thật để mà đưa con người mình lại với nhau? Dạ, thưa cô, con thấy cái giới thứ tư rất là hay mà rất là phù hợp hiện nay. Thực ra tình trạng hiện nay đó là người ta sống giả dối, không có thật. Tất cả mạng xã hội cũng giả dối. Hoặc là người ta nói những cái gặp nhau mà nói thì nói cho nó vừa lòng thôi. Còn lắng nghe sâu có nghĩa phải lắng nghe cái ý người đó muốn gì. Thì họ không có thời gian để họ lắng nghe. Và dùng lời ái ngữ thì con thấy nhất là trong giới của con, lời ái ngữ chỉ được dùng tức là để họ đạt được một cái mục đích nào đó. Nói để cho nó vừa lòng, hay nói cho nó bùi tai, hay là để thuyết phục, để đạt được một cái gì đó. Nên thành ra là thực tập để sống thật, chân thật và nghe thật, thật là khó. Con chỉ nói về kinh nghiệm thực tập của con thôi. Tức là con thì chỉ có làm mẹ đơn thân và chỉ có một con trai. Thế thì từ xưa đến giờ, gần như suốt rất là nhiều năm, con với con trai con không có truyền thông được. Mặc dù con nói rất là nhiều, nói nhiều và luôn luôn mong cầu con mình phải lắng nghe mình. Vì mình tự cho mình là người mà đi nhiều, hiểu nhiều và có nhiều kinh nghiệm để truyền lại cho con. Thực ra nó không có cho qua khỏi cái màng nhĩ, hoặc là nó cũng từ đầu này qua đầu kia. Thì gần đây con mới có một cái cách để sau khi thực tập mười mấy năm với pháp môn của Làng Mai thì con đã áp dụng rất thành công. Cái này con cũng xin chia sẻ. Đó là khi con không nói. Giai đoạn đầu không nói, nhưng mà bên trong là đầy những cái sự hậm hực, nó cũng thèm nghe. Nhưng khi con thực tập đạt đến cái độ là thực sự mình mỉm cười và mình lắng ở bên trong và mình nghe hết và mình hiểu được con, thì quả thực tự con mình thay đổi. Nó mầu nhiệm vô cùng. Cái này con không biết là nó có một cái gì đó rất là mầu nhiệm. Xin chia sẻ kinh nghiệm với quý vị, bởi vì là con trai con cũng cá tính mạnh giống con. Có lẽ là mẹ nào con nấy thôi. Thì cũng làm nghề trong điện ảnh. Thành ra nó có nhiều cái xung đột lắm. Rồi cháu đi học ở Canada thì mỗi lần qua thăm thì luôn luôn có xung đột. Mỗi lần gặp nhau là đều có xung đột. Và sau này con thực tập đọc nhiều thì con im lặng. Nhưng mà có những lúc nó lái xe mình ngồi kế bên nó im lặng là mình cố gắng im lặng, chứ không phải là im lặng thật. Cái im lặng nhưng mà bên trong mức, rồi những cái câu nói muốn nói nó cứ đi lên, thì thực sự nó không nghe, nó cảm được cô ạ. Nó có một cái lạ lắm, một cái năng lượng. Nhưng khi con thực tập để gần đây 2-3 năm nay, con thực sự lắng. Và khi nó nói những cái câu này kia thì con chỉ mỉm cười và lắng, thì nó nghe. Và tự nó im lặng để sau đó nó xin lỗi hoặc là nó thay đổi. Đây là một cái kinh nghiệm mà con xin chia sẻ, là lắng nghe sâu của sư ông
thực ra một cái từ tưởng là đơn giản, nhưng thực tập lắng nghe sâu, trời ơi là khó. Và dùng lời Ái ngữ, mà lời Ái ngữ đối với người ngoài dễ lắm, đối với người mình thương nhất khó, gần như là cái sọt rác ở ngoài để mình không dám nói. Nhưng với con thì mình dùng quyền làm mẹ, mình có thể nói quá lên cơ, nói cho đã nư, và con mình chịu. Thành ra cái con rất là thấm và bị đánh động khi thực tập năm giới, khi thọ giới, cái giới thứ tư là lắng nghe sâu và dùng lời Ái ngữ. Mà Ái ngữ đó phải thật cơ, lắng nghe phải thật, thật từ trong tim mình đối với người thân của mình, thì mầu nhiệm vô cùng, hiệu quả vô cùng. Dạ, con xin được hiến tặng cái kinh nghiệm của mẹ con. Dạ. Cảm ơn cô. Đôi lúc thấy con người của mình cũng kỳ lạ quá ha. Có nghĩa là khi mà mình nói á, thì mình muốn người khác nghe quan điểm của mình. Nhưng mà khi mà mình nghe á, thì mình lại muốn nghe những cái mà nó hợp với cái tư duy của mình thôi, chứ mình không muốn nghe cái khác. Thì con thấy cô giáo Lý cũng là một nhà giáo. Nhà giáo thì tất nhiên là phải nói rồi. Và nhất là đứng trong vai trò cô giáo nữa, dạy học sinh, mình có kiến thức, mình có kinh nghiệm, mình đi trước và mình dạy nó đang đi theo mình. Thì không biết là nhưng mà không phải cái tâm thức ai cũng giống ai, không phải ai cũng giống ai, mình rất là khác nhau. Thì làm sao trong cái quá trình mà mình làm nghề nhà giáo, mình dạy dỗ như vậy, nhưng mà mình vẫn tôn trọng được cái sự khác biệt của người khác. Dạ, xin mời cô. Dạ, cảm ơn cô Áo Hiêm. Câu này cũng không khó lắm nên con trả lời luôn. Thực tập Ái ngữ, lắng nghe, đặc biệt trong môi trường giáo dục của con. Thật ra con là người nóng tính, cho nên thực tập Ái ngữ, lắng nghe đối với con không có dễ. Con nóng tính mà con có quyền lực nữa, cho nên rất là căng thẳng đối với mọi người xung quanh. Tại vì con là hiệu trưởng, là giáo viên dạy nữa, chuyên môn nữa, cho nên giáo viên đồng nghiệp hoặc là phụ huynh hay học trò nó sợ con lắm. Nó sợ lắm. Mình không nói gì hết, nó cũng sợ nữa. Mà thôi kệ. Cho nên bây giờ con phải cười nhiều cho họ bớt sợ. Thôi, bây giờ cái nói lời Ái ngữ, thì cái giới thứ tư của sư ông dạy là con bớt, bởi vì do công việc đó, cho nên con phải biết nói ngọt lại, bớt những cái lời mệnh lệnh đi. Thì giáo viên đó, là mình thuê họ dạy đó, họ cảm thấy, họ sẽ thấy dịu nhẹ và họ nghe lời hơn, và họ tâm phục khẩu phục. Chứ mình dùng áp lực, mình dùng quyền lực của người sếp mình nói, thì đôi khi họ trước mặt mình họ dạ, nhưng sau lưng họ không có phục, và đôi khi họ làm không có hợp ý mình, lại thêm một lần nữa sai, và mình la rầy nữa. Cho nên con đã thực tập Ái ngữ bằng cách con nói nhỏ nhẹ, và con tìm hiểu cái hoàn cảnh tại sao người ấy phạm sai lầm, để con có thể hiểu được sâu hơn, và con bớt nói nặng với họ, và con nói lời Ái ngữ. Đối với học trò cũng vậy. Học trò nó hay cần nhau rồi nó mang lên, nó tố nhau, nó lên cô để làm luật sư hòa giải tụi nó. Thì phải lắng nghe cả hai đứa, tìm hiểu tại sao có chuyện như vậy. Mình nhỏ nhẹ mình dạy học trò. Hồi xưa con dạy học trò nó nghịch ngợm, nó ồn á, thì con sắm một cây thước gỗ 1 mét á. Một cây thước gỗ mà người ta dùng để đo áo quần may á, 1 mét hay nửa mét không biết nữa, mà con dùng nó mà tét ra làm hai á. Mà không phải đánh học trò đâu, đập đến bàn thôi, đập cái bóp cho nó giật mình thôi. Nhưng bữa nay con không có dùng một cái gì hết á. Bữa nay con không có công cụ nào hết á, không có thước, không có gì hết á, mà dạy học trò vẫn ngoan ngoãn yên văn mắt. Là bởi vì con sử dụng lời Ái ngữ,
con không có dùng đòn roi là biện pháp mạnh đập trên bàn hoặc là im đi, ồn ào hay gì đó. Thì những cái đó không có nữa. Có lần quý thầy cô Làng Mai tới nhà con thăm, đi Nha Trang tới thăm, thì quý thầy cô bảo Lý sử dụng cái chuông á, chuông chánh niệm á, thay vì lấy cái thước đập trên bàn thì quý cô lấy cái chuông lắc, lắc để im. Thì con có một thời gian con thực tập đó và nó ngạc nhiên, nó kêu ủa sao tiếng chuông nó ngạc nhiên, nó ngạc nhiên cho nó im cũng dễ cho mình dạy. Nó ngạc nhiên nó im là con cũng mừng. Thế là con giải thích tại sao có cái chuông này, chuông ở chùa quý thầy cô bên Làng Mai, thành cái chuông chánh niệm để chúng ta im lặng và chúng ta giữ cái không khí học tập tập trung hơn. Thì cái chuông con dùng trong nhà trường là cái chuông chánh niệm theo cái giới thứ tư là lắng nghe, và con sử dụng cái chuông thay cái lời quát tháo la rầy học trò, thì đó là cái ái ngữ. Cho nên trong giáo dục, cái ái ngữ và tiếng chuông thay cho cái roi đập trên bàn, cái bóp, thì nó dịu nhẹ hơn nhiều. Với lại dùng lời ái ngữ chinh phục lòng người, đắc nhân tâm. Chứ mình la rầy quát tháo đôi khi bằng mặt mà không bằng lòng. Thì con cho rằng cái cách con sử dụng giới thứ tư ái ngữ và lắng nghe, con lắng nghe, con tìm hiểu, con thông cảm và con chuyển giọng, con nói ngọt lại và con nhỏ nhẹ, thì cái điều này nó giữ lại đồng nghiệp, nó giữ lại giáo viên ở với con làm việc lâu hơn, có người 10 năm lận và không có đổi chỗ, cho dù chỗ con chắc lương cũng được, không có cao lắm nhưng mà ta không có bỏ đi, tại vì cái môi trường làm việc tốt. Con cảm ơn sư ông đã tách ra năm giới cho con noi theo, con thực tập. Con cảm ơn đại chúng. Cảm ơn cô. Mình thấy cái sự thực tập ái ngữ lắng nghe, cái giống như lời của hai cô chia sẻ, cái cốt tủy của nó đến từ cái việc mà mình học hiểu, học thương. Khi mà mình có cái ý muốn mình hiểu người kia, mình thương người kia, đôi lúc mình không có cần phải cố gắng để thực tập ái ngữ lắng nghe. Nhưng mà cái mà mình muốn hiểu, muốn thương, tự nhiên nó làm cho mình biết cái cách nói. Và mình biết cái cách để mà hành xử, biết cái cách để ngồi xuống để nghe. Và bây giờ là 9:15 rồi. Con xin được phép đi qua cái giới cuối cùng. Đó là giới thứ 5, nuôi dưỡng và trị liệu. Giới này nói về cái sự tiêu thụ. Thì con muốn hỏi cô Châu Thổ một câu. Cô làm trong nghề đạo diễn làm phim, thì có thể nói đó là một cái nghề cung cấp sản phẩm. Có nghĩa là những người khác sẽ tiêu thụ cái sản phẩm tinh thần mà cô tạo ra. Thì cô có thấy cái sản phẩm nghệ thuật mà cô tạo ra đó, nó đi đúng trên con đường chánh mạng hay không? Nó có đưa cho con người ta đi về cái hướng lành, những người mà tiếp thu cái sản phẩm của cô. Và cô có thể chia sẻ một chút về cái sự chuyển hóa. Bởi vì không phải ngay từ đầu cô bắt đầu làm những cái bộ phim nó bằng... nó có nhiều cái chất liệu của sự thực tập. Xin mời cô. Dạ, nếu nói về cái đó thì nó mênh mông lắm cô. Con chỉ xin chia sẻ một điều là khi con bắt đầu thọ năm giới, và cái giới thứ 5 ấy, có cái vấn đề là xúc thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực. Thì khi sư cô giải thích về cái chuyện là phim ảnh truyền hình hạn chế xem về vấn đề xúc thực về mắt, về tai, những cái sản phẩm đó, thì con, trong con đi lên một cái phản ứng ghê lắm. Con nói, ủa con làm nghề này mà bây giờ nói là hạn chế thì nó như thế nào? Đó. Thế nhưng mà khi con thực tập thì con mới hiểu ra một cái điều là mình làm những cái sản phẩm mà cung cấp cho nhất là người xem. Hồi đó con hay làm phim truyền hình, làm phim điện ảnh thì ít người xem, nhưng mà con làm phim truyền hình nhiều. Thế thì những cái bộ phim mà người ta nói là ăn khách cần phải có action, báo động đấy, hành động đấy, đánh nhau rồi này kia, rồi sex, tức là phải có những cái cảnh gợi cảm,
Đó là những cái yếu tố mà các nhà sản xuất họ đặt hàng. Tức là phải làm phim mà có nhiều gái đẹp, để phải ăn mặc phải sexy, hoặc là những cái cảnh đánh đấm thì nó mới phim mới bán được, hoặc là mới lấy được quảng cáo. Thì từ khi con biết đến Pháp Môn thì gần như toàn bộ những cái kịch bản của con đều trở về những cái bộ phim về gia đình và nói về các cái xung đột nội tại giữa cha mẹ con cái không truyền thông được. Và gần như bộ phim nào bắt đầu từ phim cha dượng thì con chưa thọ giới, nhưng mà con biết đến Pháp Môn quay ở Văn Nhã đó, thì con nắm bắt được những cái tuyệt vời của Pháp Môn và con đưa ngay vào trong phim. Rồi sau đó gần như trở thành một cái đường hướng sáng tác cũng như làm phim của con. Tất cả các cái bộ phim của con đều mang cái thông điệp là bất bạo động, mang một cái thông điệp là yêu thương, dùng cái tình yêu thương và tha thứ để hóa giải hết tất cả các cái xung đột. Con nhớ có một cái bộ phim rất là nổi tiếng, đó là Câu Chuyện Cuối Mùa Thu, nói về nỗi hận của một cái cô con gái mà đối với một cái người đàn ông từng cô hiểu lầm là giết cha mình và yêu mẹ mình, sau đó mẹ mình mất. Thì cái nhân vật đó để lại toàn, biết mình ung thư và không có gia đình, để lại toàn bộ gia tài cho cái cô con gái đó mà Việt Trinh đóng đấy ạ. Việt Trinh đóng. Thì không có tha thứ được và không có nhận được, không có nhận cái tài sản đó. Thì trong đó con phải, trong này, cái phim này có anh Quốc Thành ạ. Anh Quốc Thành làm đạo diễn 40 tập. Thì khi duyệt ở đài truyền hình, họ nói cái vấn đề nhân vật không tha thứ cho cái người đàn ông đó chỉ bằng một cái ký ức của để biểu lộ cái tình yêu thương của cái người này, của người đàn ông đó với cô, nó không đủ mạnh. Yeah. Thế nhưng mà con vẫn bảo vệ cái điều đó, tức là tất cả các cái phim của con đều được hóa giải hận thù bằng tình yêu thương, bằng tình lòng tha thứ đó. Bằng lòng tha thứ. Và con nhớ mãi một câu mà tất cả rất nhiều khán giả phản ánh lại cái bộ phim, có một cái câu mà con lấy của sư ông, đó là lòng tha thứ và tình yêu thương ấy, mạnh hơn bom nguyên tử. Yeah. Đó là cái mà con rất là tự hào, bởi vì trong quá trình sáng tác và làm nghề của con cũng như là hàng phim sản xuất rất là nhiều phim, thì con đã tải được tất cả những cái tư tưởng của Đạo Bụt cũng như là của sư ông chỉ cho con thấy, để con đưa vào các tác phẩm của mình. Và một cái minh chứng là các tác phẩm đó đều rất là thành công đối với khán giả. Dạ, con cảm ơn sư cô. Dạ, cảm ơn cô. Mình nghe được một cái câu chuyện thật và mình thấy rất là cảm động, vì cái sự thọ trì giới mà mình nhìn lại cái nghề nghiệp của mình, cái công việc mà mình đang làm, và mình chuyển đổi nó từ từ, và mình sống được theo cái nghiệp lành, và cái lành đó nó lan tỏa ra cho những người xung quanh. Thì cô Châu Thổ là người tạo ra sản phẩm, và cô Dạ Lý là người chăm sóc một thế hệ mầm non, thế hệ học sinh để tiêu thụ. Có thể nói là một người tạo ra sản phẩm, bên này là có con cháu để tiêu thụ. Thì con muốn hỏi cô Dạ Lý là bây giờ mình đang sống trong một cái xã hội mà mình có thể nói là một cái xã hội mở. Có nghĩa là tất cả mọi thứ nó đều tác động trực tiếp lên giác quan của mình. Nó không còn đơn thuần là cái việc mình ăn uống nữa. Mà giống như cô Châu Thổ đã chia sẻ, phim ảnh, âm nhạc, tin tức, mạng, nó đều đi vào trong thân tâm của mình. Nó đi qua mắt, qua tai của mình. Thì và có những người họ tiêu thụ những cái điều đó, nó vượt ngưỡng, có nghĩa là nó trở thành cái nghiện ngập, nó không còn ở trong cái vòng kiểm soát nữa. Thì con xin hỏi cô Dạ Lý là theo cô nghĩ cái điều gì nó làm cho con người có cái nhu yếu muốn lao tới
và tiêu thụ như vậy trong cái xã hội ngày hôm nay? Cái điều gì mà nó thúc đẩy con người luôn luôn tiêu thụ nhiều như vậy? Và cô đã bảo hộ mình như thế nào trước cái dòng chảy tiêu thụ đó? Yeah. Dạ, có phải câu cuối cùng cho sư cô? Dạ. Hiền gì khó dễ sợ luôn. Dạ, kính thưa đại chúng. À, câu cuối cùng của sư cô Áo Nghiêm thật sự là khó. Nhưng mà con nghĩ rằng là xã hội ngày nay người ta tiêu thụ nhiều. Và cô hỏi là làm thế nào để giải quyết được vấn đề đó, để hạn chế được chuyện đó. Thì cái giới thứ năm là chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm của xã hội văn minh ngày hôm nay. Đó là mạng xã hội, là máy móc. Và dần dần máy móc thay thế con người. Cho nên chúng ta mất đi truyền thông giữa người với người. Không còn là face to face nữa, mà face vô FaceTime. Dạ, cho nên chúng ta không còn gặp nhau để nhìn thấy nhau, mà lại gặp qua iPhone, gặp qua smartphone, gặp qua những phương tiện truyền thông. Thì cái này nó đánh mất đi cái tương tác giữa người với người, làm cho xã hội con người đối xử với nhau nó khô khan hơn, cứng ngắc hơn. Cho nên để mà chúng ta tránh được điều này thì bản thân chúng ta phải thực tập. Và con nghĩ cái từ mà con làm được cho vấn đề này đó là buông bỏ. Con bỏ lòng tham. Mình tham á, mình tham. Ví dụ khi con làm ngành giáo dục, con phát triển được, thì đăng đài phát triển thì mọi người bảo hãy mở thêm một chi nhánh nữa. Nhưng con lắc đầu, con nói thôi, vậy đủ rồi. Mở ra nữa thì mình sẽ nhiều căng thẳng, nhiều stress, tiền nhiều, nhưng mình cũng không được nghỉ ngơi, mình không được relax, mình không được thư giãn, mình không được bình an. Cho nên con buông bỏ bằng cách con không kiếm tiền nữa. Bắt đầu con dành thời gian cho công việc thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ thiên tai lũ lụt, giúp đỡ những nạn nhân ở các bệnh viện, những bệnh nhân ở các bệnh viện chẳng hạn. Thì cái giới thứ năm á, chúng ta buông bỏ những cái đam mê về vật chất, hoặc chúng ta sử dụng mạng xã hội để chúng ta làm giàu, hoặc chúng ta lừa gạt lẫn nhau này nọ. Chúng ta, con nghĩ rằng chúng ta biết đủ thì chúng ta dừng lại. Mình sử dụng mạng xã hội như Facebook chẳng hạn, mình làm những cái chuyện mà nó có lợi ích cho mình và cho cộng đồng. Chứ những cái nào mà nó không có lợi cho cộng đồng hoặc là không có lợi cho mình thì mình buông bỏ, mình thôi dùng nó thôi. Cho nên nhờ cái mạng xã hội mà con làm được nhiều việc từ thiện. Con kết nối những bạn bè ở xa lắm, không phải chỉ ở Việt Nam mà ở xa. Cho nên con cảm ơn cái mạng xã hội đó. Người ta kêu là mạng xã hội là mạng ảo, không có thật. Nhưng đối với con, nó là thật, bởi vì những con người trước giờ con không hề biết, mà nhờ Facebook mà con đã quen, đã biết, và cùng con chung tay, nối dài cánh tay của Bồ Tát mà giúp đỡ những người nghèo trong công tác thiện nguyện của con. Cho nên cái điều con muốn trả lời với sư cô Áo Nghiêm là chúng ta thực tập buông bỏ vật chất để chúng ta tập trung vào tinh thần, chúng ta tu cho mình và tu cho cộng đồng. Con cảm ơn đại chúng. Dạ, cảm ơn cô Dạ Lý. Con thấy cô chia sẻ một cái chi tiết giống như cô vừa mới nhắc là mình tập buông bỏ, mình thực tập để mà chăm sóc cái hạt giống tham lam trong mình. Điều đó có nghĩa là mình biết đủ, mình biết đủ với lại cái hiện tại, hoặc là mình biết ơn với những cái mà mình đang có. Thì khi mà mình biết đủ thì mình sẽ không có nhiều cái bị chi phối bởi cái sự cô đơn, cái sự tìm kiếm, thì mình sẽ bớt cái sự tiêu thụ. Còn người ta tiêu thụ nhiều là bởi vì mình cảm thấy trống rỗng ở bên trong, mình cần một cái gì đó để lấp đầy. Cho nên người ta cứ lao theo, cứ nắm bắt, tiêu thụ hết cái này cái khác, bởi vì người ta muốn lấp đầy những cái khoảng trống bên trong mình. Thì giống như cô nói, mạng xã hội nó luôn luôn có hai mặt. Cái
vấn đề là khi mình tiêu thụ bất cứ một cái gì thì mình phải tự nhìn lại. Mình tiêu thụ, ví dụ như mình xem, mình được xem mạng chứ. Mình có quyền tiêu thụ, mình có quyền xem mạng. Nhưng ví dụ như mình bỏ ra 15 phút để mình xem một cái chương trình gì đó, thì mình nhìn lại sau 15 phút đó mình được cái gì. Mình bỏ ra một tiếng hoặc một tháng để mình theo một cái chương trình gì đó, thì sau một tháng đó mình thấy cái nội dung đó nó có làm cho con người của mình nó có từ bi và hiểu biết hơn không, hay nó làm cho mình cảm thấy thèm khát hơn, mong cầu nhiều hơn. Đó là cái khả năng ý thức và nhìn lại của mình và bảo hộ chính bản thân của mình. Thì con xin hỏi một cái câu hỏi cuối cùng cho cái buổi tối hôm nay, đó là bây giờ con người của mình nó cũng liên quan tới cái giới này. Mình sống giữa quá nhiều những cái hình mẫu thành công. Cái hình mẫu thành công là anh phải có vật chất, anh có xe, có nhà, anh phải có bằng cấp. Và những cái hình mẫu thành công đó giống như là một cái tiêu chuẩn xã hội định ra. Cho nên đôi lúc con người của mình không biết mình thực sự ước muốn cái điều gì. Bởi vì những cái ước muốn đó nó đến từ cái ước muốn của xã hội. Và mình lao theo những cái ước muốn đó và mình lấy cái ước muốn nó làm cái ước muốn của mình. Và lần lần mình không biết mình muốn cái gì hết. Thì con xin hỏi chú Giai, chú có gia đình, chú có những người con, thì có cái cách nào để cho chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, biết được mình thật sự muốn cái gì và định hướng được cho cuộc đời của mình? Bởi vì không thiếu những người có bằng cấp, có nhà cửa, có đủ mọi thứ, nhưng mà đời sống luôn luôn hoang mang và loay hoay. Thì làm sao để mình biết được mình thật sự muốn cái gì và định hướng cuộc đời của mình như thế nào gọi là đúng đắn? Dạ. Dạ con kính bạch ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Câu hỏi này rất là hay mà cũng... không biết theo con á, là con có hai đứa con, thì trước khi mà con biết sự thực tập của làng Mai á, thì con sống một cuộc sống cũng giống như là bình thường như mọi người. Mình lớn lên thì mình cũng muốn đi học, ra trường, đi làm, có vợ, rồi có con, rồi mua nhà, rồi có xe. Thì mình thấy, rồi rút thấy cũng có, thì mấy cái đó có cũng có, hiện tại cũng có. Mà theo con thấy á, là chừng đó mình thấy cuộc sống sao sao, nó không có đi đến vào đâu. Thì khi mà năm con, một lúc đó khoảng 40 tuổi á, tự nhiên con nghĩ có một cái hướng là mình phải, mình ra ngoài cái, mình sinh ra ở trên thế giới này làm cái gì, không đi chừng đó thôi hả? Thì cái câu hỏi đó nó làm cho con đi về cái hướng tâm linh xíu. Thì bắt đầu con tìm hiểu vào. Thì trước kia gia đình của con thì cũng không phải là đạo Phật mà giống kiểu mà biết nhiều về giáo pháp, giáo lý rồi vậy. Chỉ có thờ cúng ông bà thôi. Thì cũng nhờ câu hỏi đó tự nhiên con tìm hiểu và vào thêm đó. Thì khi mà con có hai đứa con nhỏ thì con cũng dẫn nó lên chùa. Đi sinh hoạt gia đình Phật tử, thì con nghĩ đối với con á, là mình không cách gì mà mình giỏi hơn nó, tại vì nó là thế hệ trẻ mà thế hệ trẻ phải lớn hơn, phải giỏi và thông minh hơn thế hệ già, thì con không cần dạy nó cái gì hết trơn, chỉ có hướng dẫn nó, đưa nó vào sinh hoạt gia đình Phật tử, đưa nó vào chùa, rồi dẫn lên tu viện Lộc Uyển. Khi mà đến cái tuổi mà teenager đó, hướng dẫn cho nó đi vào teen camps, tự động nó học hỏi những người ngoài, quý thầy, quý sư cô, là con thấy rất là thoải mái. Thì hình như con cảm thấy cũng là, đối với con cảm thấy cũng hơi là may mắn một xíu. Thì con thấy là cứ cuộc sống mà mình, nếu mà mình quay về chính bản thân mình á, mình cứ hỏi chính bản thân mình á, thì tự động là mình giảm bớt tiêu thụ, mình giảm bớt này, giảm bớt nọ, là mình không có ham muốn gì nhiều.
Chẳng hạn như trước khi con chưa lập gia đình thì thanh niên mà cũng là tụ tập, cũng là nhậu nhẹt, cũng ăn uống, cũng tùm lum tùm la. Và khi bắt đầu mình đi chuyển qua cái hướng tâm linh đó, tự nhiên mình đặt ra những cái giới mình thực tập á, tự nhiên nó rùng xuống. Thì những cái bạn bè mà kiểu vậy nó cũng nhạt lẫn rùng. Thì mình có những cái lớp bạn bè khác nó cũng vậy. Thì những bạn bè khác thì nó đi theo cái đường, theo cái hướng mà tâm linh một xíu. Mình thực tập là mình giữ cho đúng giới, rượu chè chứ mình bỏ, hay là phim ảnh rồi chứ mà đồ trụy cho mình bỏ. Mình từ từ mình cứ, con thấy là mình cứ bám sát cái, những cái giới của sư ông mà mình thực tập từng câu một câu là con cảm thấy an toàn nhất. Con nói tóm lại là vậy đó. Cứ yên tâm vậy mà cứ thực tập thôi là khỏe, đừng suy nghĩ cho nhiều. Con xin cảm ơn sư cô. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, kính thưa đại chúng. Sư ông luôn dạy mình rằng năm giới là biểu hiện cụ thể của con đường tứ diệu đế và bát chánh đạo. Thì từ nãy tới giờ, trong những cái lời chia sẻ của các cô chú ở đây, mình cũng thấy được cái sự vượt qua những cái khó khăn khổ đau và cái cách thực tập con đường của chánh mạng, của chánh niệm, của chánh tinh tấn, của chánh ngữ, chánh nghiệp. Mình thấy được những cái khía cạnh rất là rõ ràng trong đó. Và con biết rằng là cái góc thấy của mỗi người nó chỉ đại diện được cho cá nhân của người đó trải nghiệm qua cái giai đoạn nào và cái không gian, thời gian mà người đó đối diện. Và nó sẽ không đúng hết trong tất cả những trường hợp của tất cả mọi người. Nó giống như là khi mà mình ngồi đây, con nhìn bình bông thì con sẽ thấy khác. So với lại cô ngồi nhìn bình bông, cô sẽ thấy khác. Nhưng điều đó nó không có nói lên được cái việc đúng hay sai, mà cái việc là mình đứng ở cái góc độ nào để mình nhìn cái vấn đề và mình thực tập như thế nào. Cho nên tối hôm nay tất cả những lời chia sẻ của cô chú, con xin lặp lại, nó cũng chỉ đứng trên cái góc nhìn, cái góc thấy cá nhân. Cho nên xin mọi người mở lòng và tiếp nhận, không có cần phải phán xét nó đúng sai, mà mình cũng thể học hỏi từ những cái kinh nghiệm đó. Mình phản ánh là chính bản thân của mình. Và con xin gửi lại tất cả những cái câu hỏi đã được đặt ra cho tất cả mọi người ở trong cái thiền đường hôm nay. Xin mình hãy tự hỏi mình, tự trả lời cho mình những cái câu hỏi đó. Cái câu trả lời xác đáng nhất là cái câu trả lời cho chính bản thân của mình. Và mình chỉ trả lời được cái câu hỏi đó khi mà mình thực sự hành trì, thực sự thực tập. Mà nó không phải bằng cái việc mà mình lắng nghe những cái câu nói rất là hay, những cái câu trả lời rất là hay, những câu chuyện rất là hay thì mình giải quyết được vấn đề của mình. Cho nên quan trọng là mình phải trở về, mình thực tập, mình hành trì. Thì cái hương vị đó, cái sự tự do, thảnh thơi trước khó khăn, trước khổ đau đó tự mình sẽ nếm được. Và mình cũng sẽ lan tỏa được những cái điều đó cho mọi người. Thì con xin lỗi đại chúng, hôm nay hơi quá giờ, nhưng mà con nghĩ đại chúng cũng hoan hỷ. Hôm nay là giống như một cái bữa tiệc rất là nhiều hương vị khác nhau cho mình được thưởng thức. Và xin thay mặt đại chúng cảm ơn các cô chú đã chia sẻ hết lòng và có mặt trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon. Xin đại chúng bây giờ ngồi sao cho nhẹ nhàng và mình nghe ba tiếng chuông. Và tất cả những cái gì mình nghe từ nãy tới giờ hãy thả nó xuống, không cần phải nhớ một cái gì trong đầu mình hết. Từ nãy tới giờ mình mở lòng ra, mình theo dõi hơi thở, mình nghe. Tất cả những cái điều tốt đẹp đó nó đã rớt vào trong tâm thức của mình, nó đã có một cái hạt mầm trong đó. Cho nên mình không cần phải nhớ cái gì đâu. Cứ thở cho nhẹ nhàng và buông thư. Yeah.